Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Audio. Thì tối nay là cái khung giờ livestream của em. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 30 tháng 10 nha. Bên em thì vừa hôm trước thì em quay là hết toàn bộ ở đây đúng không ạ? Và hôm nay thì bên em đã phải cho từ kho ra đây để quảng cáo tiếp tục cho tất cả mọi người. Vừa hàng vừa về là phải cho ra kho ngay. Và trong ngày hôm nay thì nhân tiện đây thì em mới về được 1520S các bác nhá. Sau khoảng tầm gần 1 tháng hết hàng con 1520S này thì bên em tiếp tục mới về bỏ ra cửa hàng 4 cục thôi cho tất cả mọi người. Số lượng về nó rơi vào tầm 30 cục tất cả, thì bỏ ra cửa hàng 4 cục cho quảng cáo cũng như là review cho tất cả mọi người về cái sản phẩm chính hãng 1520S. Và thương hiệu của 1520 có cái gì khác so với những cái thương hiệu khác thông thường ở trên thị trường, đó là hỗ trợ bảo hành trọn đời cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Đối với sản phẩm của 1520S, tự tin rằng cho tất cả mọi người xem hết nội thất bên trong lẫn hình thức bên ngoài và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Và bên em vẫn là bên cung cấp chính của EB Pro và cũng là bên bảo hành chính của EB Pro, nên là các bác có vấn đề gì thắc mắc về những sản phẩm của EB Pro trên thị trường thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để được tư vấn cụ thể nhất nhá. Đấy, và bây giờ em đang tiến hành đập hộp ra sau rất là bao nhiêu ngày chờ đợi cực kỳ nhiều chờ đợi đấy, những cái sản phẩm của 1520 các bác này. Dây nguồn thẳng đấy, dài có nghĩa là dây nguồn xịn, còn đâu dây nguồn cong cong. Ví dụ em ví dụ cho bác một loại dây nguồn của con vang hay là gì đấy. Đây, dây nguồn với kiểu như thế này thì nó sẽ là dây nguồn kém hơn cái dây nguồn này một chút, đúng không ạ? Thì đây là cái sản phẩm chính của EB Pro 1520S cho tất cả mọi người. Và em đang tiến hành đập hộp một con 1520S ra. Đối với cái phiên bản này thì rất là cháy hàng và chạy hàng, đúng không ạ? Số lượng về không được nhiều cho lắm, chỉ có 30 cục cho tất cả mọi người. Và quảng cáo lại cho tất cả mọi người một lần nữa, đập hộp ra đây để tiến hành thứ nhất là trưng bày, thứ hai là review lại cho tất cả mọi người biết rằng bên em đã về được hàng sản phẩm của 1520S này. Các bác có thể xem về hình thức qua. Đây là một cục súp bát mặt và bát 40 cho tất cả mọi người, và hai thông hơi ở đằng sau. Hai thông hơi. Đấy, hai thông hơi. Logo EB Pro, mạ nhôm. Đấy, mạ nhôm. Tem ở trên này là sẽ là tem chính hãng cũng như website EB Pro. Các bác có thể vào website hoặc là nhắn tin qua email để hỏi hãng xem chất lượng tình hình như thế nào thì có thể phản ánh qua email, hoặc là lên website để có thể là check được cái giá cả hợp lý của con EB Pro này, xem chất lượng giá cả của nó là như thế nào. Ở đây là một lớp phun trần của con EB Pro, phun sần nhá. Đấy, phun sần này thì các bác dùng phun sần thì lúc nào cũng bền bỉ và nó không xước sát nhiều. Đấy, các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng được, chống nước toàn bộ. Đấy, rất là bền, đúng không ạ? Em sẽ đập hộp tổng cộng là 4 cục ra đây cho tất cả mọi người cùng xem. Ở trong này sẽ có một cái tem bảo hành. Đặc biệt thì bên em sẽ bảo hành cho các bác cái chế độ bảo hành của con này là nha. Bảo hành 2 năm, đầu tiên là bảo hành 2 năm đúng không ạ? Hỗ trợ đổi mới trong vòng 60 ngày cho tất cả mọi người. Hãng EB Pro vừa nâng cấp gói hỗ trợ đổi các cho các bác đó là nha. Khi mà lỗi lầm xảy ra trong vòng 60 ngày các bác có thể đổi mới sang sản phẩm khác. Miễn là làm sao các bác không bị chảy trước hay là không bị về vấn đề gì về nước sơn bên ngoài thì bên em sẽ có thể là hỗ trợ đổi mới. Vẫn đảm bảo cho em thùng nguyên này, phụ kiện nguyên của nó thì bên em sẽ hỗ trợ đổi mới cho tất cả mọi người nha. Đấy, còn quá 2 năm thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành và sửa chữa cho tất cả mọi người nếu mà có lỗi lầm xảy ra. Nói chung là về vấn đề về hàng điện tử thì không thể tránh được. Các cái hàng điện tử nếu mà các bác lâu ngày không sử dụng có thể là dẫn đến han hát hỏng hóc, hoặc là bác để vào những chỗ nơi ẩm ướt thì cũng có thể dẫn đến chế độ hỏng hóc của nó. Nên là các bác bên em sẽ có cái chương trình đó là hỗ trợ các bác bảo hành trọn đời cho các bác cực kỳ yên tâm đối với sản phẩm EB Pro, đúng không ạ? Và đây là một sản phẩm nhập khẩu của Taiwan, thương hiệu của Mỹ và được nhập khẩu tại Taiwan. Và các bác có thể cùng chiêm nghiệm qua với những cái sản phẩm này. Vỏ hộp của nó đấy, các bác có nhìn này. Đấy, băng dính Technology Taiwan này và hộp bìa 5 lớp cho tất cả mọi người, rất là chắc chắn, đúng không ạ? Và thông báo với các bác thêm là X8 của bên em về số lượng lần này về số lượng được 20 con và sắp tới sẽ là 50 con. Và em sẽ quay chi tiết cụ thể cho tất cả mọi người nha. Đấy, số lượng về cũng không được nhiều cho lắm đúng không ạ? K 512 thì vừa hôm trước hết thì hôm nay thì em đã lại về được tiếp. Em đã bày ra đây rồi. Đấy, thông báo qua cho bác đó là tiến hành đập hộp con 1520 này và có sẽ có test chất âm cũng như là sẽ có những cái bản test, bản phối và bản phụ kiện của nó bên trong của nó cho tất cả mọi người xem. Bát 40 bát mặt giá cả cực kỳ hợp lý, 4.300.000 đồng. Bên em sẽ bao ship toàn quốc, vận chuyển tại nhà và nhận hàng, kiểm tra hàng với thanh toán, không cần phải cọc một đồng, đúng không ạ? Bên em đang có chương trình không phải cọc một đồng, nhưng thì các bác yên tâm mà khi mà mua hàng tại Nam Audio nha. Và cũng xin kết thúc cái video ngắn tại đây. Các bác đừng quên nhé, đón chờ cái livestream vào tối nay của bên em. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 và tối nay thì bên em sẽ lên sóng từ lúc 8:30 đến 9:00 đấy, một
trong cái khung giờ đấy bên em sẽ bắt đầu tiến hành livestream cho tất cả mọi người, và em sẽ có thông báo trước nha. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái buổi livestream tối nay nha, và xin chào.